Khỉ đột đứng thẳng tự sướng cùng cán bộ bảo vệ rừng. Hai cán bộ bảo vệ rừng ở vườn quốc gia Virunga tại Cộng hòa Dân chủ Congo chụp hàng loạt bức ảnh thân mật với những con khỉ đột có thể nặng tới hơn 180 kg. Trong một bức ảnh, hai con khỉ đột tên Dakasi và Matabisi đứng thẳng phía sau Patrick Sadiki, một trong các cán bộ bảo vệ rừng. Ở bức ảnh khác, chúng thân thiết vây quanh anh. Loạt ảnh đăng hôm 18 tháng 4 thu hút hơn 12.000 lượt thích và 14.000 lượt chia sẻ trên Facebook với chú thích: "Một ngày bình thường ở nơi làm việc". Theo trang web của Virunga, vườn quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và xung đột vũ trang trong hai thập kỷ qua. Tất cả cán bộ bảo vệ rừng đều phải trải qua kỳ tập huấn kéo dài 6 tháng trước khi chính thức làm việc. Họ đều đến từ các thị trấn và làng mạc ở Congo. Vườn quốc gia Virunga được thiết lập để bảo vệ loài khỉ đột núi trong danh mục nguy cấp, tọa lạc ở thung lũng tách giãn Albertine ở miền Đông Congo. Vườn quốc gia Virunga ra đời vào năm 1925 và nằm trong số những khu vực được bảo vệ đầu tiên ở châu Phi khoảng 400 con khỉ đột chia thành 10 đàn do con được dẫn đầu đi lại tự do giữa vườn quốc gia Emgahinga của Uganda và Virunga. Năm 2013, nhà chức trách giác tính có 6 gia đình khỉ đột núi với 100 cá thể có thể theo dõi ở Virunga. Ngoài khỉ đột, công viên còn là nơi ở của 218 loài động vật có vú, 22 loài linh trưởng, 706 loài chim, 109 loài bò sát và 65 loài động vật lưỡng cư. An Khang, theo Metro.